quán Tương Viên. Ông chủ. Mẹ xì dầu này đã phơi đúng 6 tháng rồi, đã tới lúc lấy nước đầu nhân thử. Vì canh. Dạ. Có ai có thể nói tôi biết nếm xì dầu phải nếm như thế nào không? Ba Hai à. Nam à, con đừng nói. Phong à, con nói đi. Có 4 bí quyết chính: giọng văn chấn thiết. Thứ nhất, nhìn thử màu sắc, trong sạch có đỏ, màu sắc trong suốt không bị đục. Thứ hai là ngửi, có mùi đậu thơm nồng. Có thể nói xì dầu dạng quán vị đậu nồng. Còn thứ ba? Còn thứ ba đương nhiên là phải để lại cho anh ba với lại anh tư trả lời rồi. Thằng quỷ này đúng là vô dụng. Thứ ba chính là coi thử con có đủ độ sệt không. Quậy thử xì dầu trộn đều một chút, vậy thì không còn bị lỏng nữa. Thứ tư là gì? Trả lời đi Du à, lấy lại cái hình mà. Anh ba à, khách sáo quá đi. Chớp mắt cái gì mà bây giờ muốn lân sao? Bác Hai hỏi con chứ không có hỏi ba. Từ đầu bác đã kêu hai con đi theo anh Hai học hỏi rồi. Nam à, con nói đi. Dạ. Mặn nhưng thê lưỡi, loãng mà đặc, làm cho người ta dư vị thêm một lần nữa. Một chữ một. Tươi. Lão ta, mẻ xì dầu này thật sự ủ tốt lắm. Cũng nhờ có nhóm sư phụ nhị canh Hoa Ca đây với lại người làm giỏi. Lão Tam không cần kiêm tốn như vậy, cửa hàng có chú quản lý, tất cả sản phẩm đều được bảo đảm chất lượng mà. Xì dầu của mọi người ngon mấy cũng phải nhờ em ra sức quảng cáo mới có lượng tiêu thụ như vậy. Hơn nữa, làm xì dầu quan trọng nhất là cái gì? Nguồn nước chất lượng thôi. Ngày nào em cũng theo dõi con suối này, không để mấy bà thím ta giặt tả đó anh Hai à. Ông cố của chúng ta gây dựng dạng quán Tương Viên, các anh em chúng ta không thể chậm trễ. Chỉ cần 4 anh em chúng ta đồng tâm hiệp lực, dạng quán chúng ta nhất định có thể làm tốt hơn nữa. Đương nhiên rồi. Phải rồi, có một chuyện tôi muốn nói với mọi người. Sắp tới ông chủ Hồng ở tỉnh thành sẽ tới hãng tương chúng ta bàn chuyện làm ăn. Ông chủ Hồng chưa làm đại lý nước tương sao? Nhà người nói ông có thế lực lắm đó. Đa số gạo muối củi lửa các nhà hàng ở tỉnh thành đều do một tay của ông đảm nhận hết. Nếu ông thực sự chọn dạng quán viên của chúng ta, chúng ta đúng là gặp thời cơ rồi. Nè, nhưng mà nghe nói ông chủ Hồng này khó chịu lắm đó. Nói đúng lắm. Cho nên thời gian sắp tới chúng ta nhất định phải thật cẩn thận. Hoa Ca, Nam. Dạ. Còn 3 người nữa, nhớ đó, trong mấy ngày tới nhất định phải lau dọn sạch sẽ mọi ngõ ngách trong hãng tường. Dạ biết. Trái gió trở trời, nguồn nước Tây Giang bất cứ thứ gì, chỉ cần phạm sai lầm, tâm quyết suốt 6 tháng của chúng ta coi như tiêu tan. Còn nữa Phong à, còn nhớ đó, trong 3 năm tới con nhất định phải hết sức tỉnh táo, cố gắng học nghề, có biết không? Học nghề 3 năm không biết còn sống nữa không nữa. Yên tâm đi cậu Phong, có tấm gương cho cậu coi mà. Tôi đã theo sư phụ Nhị Canh học nghề 5 năm rồi, ổng có sức khỏe tinh thần nhất. 5 năm học nghề 3 năm, chớ mắt là qua nghi. Qua được rồi mới tính đi. Trong địa phòng ngủ, quét nhà, lau bàn ghế, cậu chọn cái nào? Hay là tù sĩ kéo búa bao? Ai tù sĩ thắng người đó có quyền. Tuyệt chiêu. Có phải không vậy? Dán nào cung quỳ. Làm lại. Nè. Hai người này đúng là chỉ có biết chơi thôi, không biết cái gì hết. Ông chủ lớn kêu mọi người dọn dẹp sạch sẽ xung quanh, hai người chơi tù xì hả? Quan ức quá sư phụ Nhị Canh, tôi và Hoa Ca định phân chia công việc, ai ngờ tôi ra cái gì, cậu ta cũng đoán được ra cái đó. Đơn giản thôi, nè hai người cùng làm đi, quét sạch nhà cửa, sau đó thì hai người lau sạch xung quanh luôn, làm đi. Tôi đi. Vậy tôi đi. Còn chơi nữa hả?